Đẹp quá nè các anh chị em mình ơi, chị nào lấy thì nhanh tay để lại số điện thoại cho em là T24 kèm số điện thoại nhé. T24 là một mẫu đồng hồ Rolex này, dây vàng mặt trắng này. Bên em đang có giá ở cửa hàng là hơn 500.000 một chiếc, nhưng ngay tại livestream này em giảm cho mình chỉ còn 280.000 một chiếc đồng hồ Rolex này và miễn phí giao hàng cho mình luôn nhé. Mẫu này là mẫu đồng hồ của nữ, anh chị nào lấy thì cứ để lại số điện thoại cho em là T24 kèm số điện thoại. T24 là 280.000, miễn phí giao hàng cho mình luôn. Một chiếc đồng hồ đính đá ở trong full này và có lịch ngày này. Đấy, về nhà mình tháo chốt này ra là đồng hồ sẽ chạy nhá. Bên em đang để chốt để cho đồng hồ mới ạ. 280.000 một chiếc, miễn phí giao hàng. Mặt size 20 đeo rất là xinh luôn. Mẫu này thì chống nước tuyệt đối cho mình, đi mưa đi nắng tắm giặt thoải mái nhá. Mồ hôi muối thoải mái, không phai không đen không ngứa. Đấy, và mẫu này bên em cho mình xem hàng thoải mái trước khi nhận hàng cho em, kèm theo một thẻ bảo hành. Thẻ bảo hành bên em sẽ bảo hành cho mình một đối một trong vòng 1 năm nếu đồng hồ bên em bị lỗi, và bảo hành pin cho mình 3 năm với thay một lần nhá. Đồng hồ Thụy Sĩ chạy bằng pin các chị ơi. Để lại số điện thoại nhanh cho em là mã T24 kèm số điện thoại ạ. Chị Hạnh này, cho chị một chiếc T24 ok lên đơn này. Chị Thơm T24 lên đơn cho mình này. Chị Phương này, cho chị một chiếc T24 này. Chị Giang này, đẹp quá, cho chị một chiếc T24 này nhé, ok lên đơn cho các chị này. Còn chị nào chưa để lại số điện thoại thì nhanh tay nhá. T24 là một mẫu đồng hồ Rolex. Đấy, thay vì các chị mua một chiếc đồng hồ thường thì mình đeo ngay cho em một chiếc đồng hồ Rolex là thương hiệu, có lịch ngày này, đính đá ở trong này, mặt size 20 này, chống nước chống xước cho mình này, mà giá chỉ còn có 280.000, lại còn được miễn phí giao hàng này, được xem hàng thì tội gì không để lại số điện thoại đúng không ạ? Nhanh tay để lại số điện thoại cho em là T24 kèm số điện thoại nhé. 280.000 một chiếc đồng hồ Rolex này thôi, full lịch này, đấy có lịch này, mình về tháo chốt đồng hồ ra, và mẫu này mình có thể thay tháo bớt chốt nhá, tay to nhỏ mình tháo bớt chốt thoải mái cho em. 280.000 một chiếc, em miễn phí giao hàng cho mình luôn. Đấy, mặt của nó đính đá này, các nhìn kỹ nhìn cái mặt này rất là sang, rất là đẹp luôn. Đeo mẫu tay lên tay xuất sắc luôn nhá. 280.000 một chiếc, miễn phí giao hàng. Để lại số điện thoại nhanh cho em là T24 kèm số điện thoại. Bên em sẽ có nhân viên gọi điện lại lên đơn nhanh nhất cho mình với giá 280.000 một chiếc, em miễn phí giao hàng cho mình luôn. Đấy, nhìn chiếc đồng hồ là thấy sang rồi đúng không ạ? Dây này là dây kim loại, bên em bảo hành cho mình không phai không đen không ngứa. Tắm giặt thoải mái cho em nhá. 280.000 nhanh tay để lại số điện thoại cho em là T24 kèm số điện thoại. Mặt của nó này Rolex này, đấy có lịch ngày này, kính lúp ở chỗ lịch ngày này, và phun đá cho mình luôn nhá, phun đá đính đá phun tất cả các chỉ số ở trong luôn. 280.000 miễn phí giao hàng. Để lại số điện thoại nhanh cho em là T24 kèm số điện thoại. Đồng hồ Rolex này chống nước chống xước, đi nắng đi mưa tắm giặt thoải mái cho em nhé, không phai không đen không ngứa. Bên em cho mình xem hàng và bên em có thẻ bảo hành cho mình luôn, một đối một trong vòng 1 năm nếu đồng hồ bên em bị lỗi các chị nhé.